Mến chào cả nhà yêu, mình giới thiệu, mình tên là Nguyễn Minh, quê Tân Yên, Bắc Giang. Mình số báo danh 64. Cả nhà ủng hộ kênh vlog của Nguyễn Minh nha. Mỗi người cho mình một nút chia sẻ. Bạn mình giới thiệu, mình là bạn của Nguyễn Minh, mình là Thanh Thanh Nhàn, số báo danh 64 chứ không phải 64. Đấy, quê nhà mình ở Bắc Giang, Tân Yên, Ngọc Châu, đấy, đây là chính xác nhất, đủ tên tuổi. Bây giờ hai bạn tôi sẽ định hát bài lên luôn. Hát luôn, đấy. Không thì cháu nó đang nghe. Nhanh luôn bây giờ, tôi chỉ hỏi là bạn hát trước hay tôi hát trước? Bạn hát trước đi. Nào bây giờ lại là tôi hay bạn? Bạn. Quyết định tôi gì? Quyết định. Nào quyết định gì? Nào quyết định. Rồi, quyết định là tôi hát trước nha, cả nhà nha. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mời các bạn ở trên Facebook giải quyết giúp tôi. Tại vì bạn tôi rất là đánh đá. Nhưng mà tôi vẫn giành được trái tim này. Vâng, tôi sẽ hát trước. Lên nuôi phải không? Được, ờ, là. Nhưng mà chúng tôi hát chỉ cần hát bộ. À, tôi hát trước phải không? Hello, bắt đầu. Ấy tháng trăm năm ngoái tôi xin vào bộ đội, trên lại điều tôi là anh nuôi, ấy sớm lại chiều tôi ra chợ mua rau. Được. Ra đường tôi nói nhất, nếu không may gặp các nàng, nhìn ngang nhìn dọc nhìn xuôi nhìn ngược, không thấy người là tôi vù quá ngay, đôi mà hồng như rượu đang say. Trên vai tôi gánh bao dầu tươi, lấy thêm cái cân ấy với hơi con gà ấy thật dày già, khi gặp người nhà thật vật mình là tối vụt sẽ qua. La 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 la, ấy có cô em kia mà nôn đồng tiền. Duyên ơi sao duyên, duyên cô mới hỏi thật thân tình, tên anh là gì? Là tôi không nói. Trên vai tôi gánh bao rau xanh, lại thêm cái cân với vài con gà, thật dày già khi gặp người nhà, thiệt phận mình sao lại hấm hiu. La 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 la. Trật tự. Không thì người ta sẽ nhận ra tôi ngại ngùng. Tôi nói thật, tôi là lễ anh nuôi. Thế là mấy cái anh ngoài kia, anh ấy bảo em ơi đỗ lại cho anh xin cờ clip, nhưng tôi bảo clip của em không có, tôi cứ tưởng bảo xem cái loại sơ bít. Thế nhưng nay tôi đã quá yêu cái nghề này, sẽ không giàu sẽ nào đi cho cơm canh ngọt, ấy là tôi lo. Cho dù cấp tướng đến anh bình nhì, đều có bọn mình gieo cơm canh ngọt, tăng sức mạnh ta đánh giặc càng thêm hăng, chiến công nào cũng có công anh nuôi. Lễ anh nuôi là tôi đây nha. Trên vai tôi gánh bao rau xanh, cải chua bí đa với lại xú hào, càng tự hào khi gặp người nhà, lòng rộn ràng tôi hát một bài ca. La 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 la. Lại vẫn cô em xưa. Lại vẫn cô em xưa. Lại vẫn có cô cái em dáng xưa. Nó gầy gầy. Có cái dáng ấy gầy gầy, mà gầy gầy độ 70 cân à, cả nhà yêu à. Đôi môi đưa duyên, cô với hỏi thật lòng.
Em tên là gì? Em yêu anh rồi. Là tôi không nói. Vì là anh là lễ anh nuôi. Cho nên anh ấy xấu hổ, anh ấy không nói yêu tên tôi cả. Rồi vì tôi là anh nuôi. Thương tôi rồi vì tôi là lễ anh nuôi. Yêu tôi rồi. Là mới nói vì thật tôi với tôi là lễ anh nuôi. Mến chào cả nhà yêu. Mến chào cả nhà yêu. Chúc chị mình tìm bên anh.